Chuyển hướng kết nối khai thác thị trường đầu ra cho ngành đồ gỗ, dệt may và da dày là nội dung hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 7 năm 2023 vừa được Bộ Công Thương tổ chức. Thông tin tại hội nghị, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cho biết sự sụt giảm ở hầu hết các thị trường xuất khẩu nhưng giảm sâu nhất là thị trường chính Hoa Kỳ, EU. Cụ thể, 7 tháng đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất khẩu của một số ngành hàng như gỗ và sản phẩm gỗ đạt 7,2 tỷ đô la Mỹ, giảm 26,2%. Dệt may đạt 18,9 tỷ đô la Mỹ, giảm 15,1%. Giày dép đạt 11,7 tỷ đô la Mỹ. Để hỗ trợ các doanh nghiệp ngành dệt may, da giày và đồ gỗ có thêm thông tin ứng phó với sự sụt giảm này, các cơ quan thương vụ đã tích cực cung cấp thông tin thị trường, nêu giải pháp gỡ khó cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Đồng thời đề nghị các hiệp hội ngành hàng cung cấp thông tin chi tiết nhóm sản phẩm doanh nghiệp có thể sản xuất được, cần xúc tiến thương mại để đẩy mạnh xuất khẩu. Các ngành hàng cần ra soát lại kế hoạch sản xuất, nhu cầu thị trường. Bên cạnh đó, chú ý việc sản xuất sản phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn EU, Mỹ, tìm ra sản phẩm mới, các sản phẩm đạt tiêu chuẩn phù hợp với xu hướng tiêu dùng của nước nhập khẩu. Các thương vụ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tìm kiếm nhà phân phối, thị trường ngách, nhỏ hẹp hơn để không phụ thuộc vào nhà mua hàng lớn.